Bây giờ đến cơ quan hệ bạch huyết và miễn dịch ngoại vi. Trung ương là chỉ có tủy xương và tuyến ức đúng không? Ngoại vi. Thì đầu tiên phải kể đến là nang bạch huyết. Nang bạch huyết, chúng ta nhìn thấy cấu tạo này. Nó rất giống với lại cái tiểu thủy tuyến ức. Được hình thành do các tế bào lympho tập trung thành hình khối hình cầu tựa trên mô lưới. Mô lưới là mô gì? Là có tế bào võng hay tế bào lưới và các sợi. Là tế bào lưới hoặc tế bào lưỡi bổ mô hoặc các sợi lưới. Nang bạch huyết nằm rải rác ở đâu? Niêm mạc và đường hô hấp, đường tiêu hóa, đường tiết niệu hoặc tập trung thành từng đám đám nang lympho như mảng vây e ruột thừa ở trên đó ở hội trạng. Đây là cái chỗ mà hay thủng ruột nhất. Bệnh nhân thủng ruột thì chắc chắn là phải thủng ở cái chỗ này vì vi khuẩn nó đến rất nhiều, nó xâm nhập chỗ này mảng chỗ này rất nhiều nang bạch huyết nên thành ruột nó mỏng nó hay bị thủng hoặc tạo ra các cái hạnh nhân ở ngã ba miệng hầu họng, đó là vòng bạch huyết van de, thì gồm có hạnh nhân khẩu vòi, hạnh nhân hai đôi hạnh nhân khẩu võ, hạnh nhân hầu, hạnh nhân vòi, hạnh nhân khẩu cái và hạnh nhân lưỡi. Đấy là những hạnh nhân khẩu cái này chính là amidan này. Ai cũng bị viêm amidan thì chính là bị viêm. Cái này nó sưng lên, nó tổ rất nhiều các lympho bào đến, nó làm tăng kích thước của cái này lên mà cái đau viêm. Bình thường thì nó là bảo vệ cơ thể nhưng mà khi mà nó vi khuẩn nó đến quá nhiều nó xâm nhập vào thì nó không ấy được nữa, thì nó phải chính bản thân nó bị ốm, nghĩa là bị viêm về cấu tạo. Thế là chúng ta hiểu nó mạch huyết nó là như vậy, nó nằm ở đâu, nằm rải rác niêm mạc và hoặc nằm ở trong các cái cơ quan đường tiết niệu, đường hô hấp, đường tiêu hóa tập trung thành từng đám để cấu tạo. Có hai loại, thứ nhất là nang nguyên phát, thứ hai là nang thứ phát. Cấu tạo có hai loại nang, nang nguyên phát và nang thứ thứ phát. Đấy, rất đừng nhầm cái này với này. Tôi thủy tuyến ức nha. Thứ nhất là nang nguyên phát. Tập trung nhiều lympho bào B, đây là lympho bào B nhỏ màu ba chỉ gặp ở trẻ sơ sinh chưa có kháng nguyên xâm nhập. Tập trung nhiều lympho bào B nhỏ gặp ở trẻ sơ sinh chưa có kháng nguyên xâm nhập. Thứ hai là nang bạch huyết thứ phát. Đây là nang bạch huyết thứ phát. Cũng gồm có hai vùng. Vùng ngoài, vùng tối, nhiều lympho bào B nhỏ, sẫm màu. Ngoài ra còn có nguyên lympho bào B, đại thực bào và nhiều tế bào đang phân chia khác. Chúng ta lại nhớ lại cái hình này nó giống giống như cái tiểu thủy tuyến ức. Đấy là vùng ngoài là các nhiều các lympho bào T nhỏ, còn đây là lympho bào B nhỏ nhé, sẫm màu. Ngoài ra còn có nguyên bào lympho B, đại thực bào, những tế bào đang phân chia. Vùng giữa hay là vùng trung tâm mầm hay là vùng trung tâm sinh sản hay còn gọi là vùng sáng. Đây. Số 2 này. Chủ yếu là lympho bào B lớn. Chính là các nguyên bào lympho và các nguyên tương bào kém bắt màu, mật độ tế bào thưa. Ngoài ra còn có đại thực bào, tế bào lưới biểu mô. Chủ yếu là lympho bào B lớn, đó chính là các nguyên bào lympho, nguyên tương bào kém bắt màu, mật độ thưa. Ngoài ra còn có đại thực bào và tế bào lưới biểu mô, đây là vùng sáng hay là vùng trung tâm, vùng giữa, vùng trung tâm sinh sản. Ở cơ quan bạch huyết người trưởng thành có ở đâu? Nó có ở cơ quan bạch huyết người trưởng thành, trừ tuyến ức. Tuyến ức không bao giờ có nằm ở bạch huyết. Các cơ quan bạch huyết thì có các nang bạch huyết nhưng ở tuyến ức không có, nhớ cho như vậy, không bao giờ tuyến ức có. Đến lúc người ta lại ra một câu hỏi, những chỗ nào có nang bạch huyết
thứ phát. Trong đó người ta có một cái là trừ một, có cái chữ tuyến ức thì chúng ta phải biết ngay là loại ngay cái ý trừ một đấy đi, trừ tuyến ức. Các câu hỏi trắc nghiệm nó thường là tìm một cái sai đó là trừ một, tìm một cái đúng trong bốn ý. Câu hỏi mô phôi là chỉ có làm bốn ý thôi chứ không làm năm, làm năm thằng sinh diệt nhiều lắm. Cho nên là nếu mà có ý trừ một có nghĩa là phải chọn cái sai được. Nam phải biết thứ phát có ở A là cái này, B là cái này, C là cái này, D là tuyến ức. Mà có chữ trừ một thì chắc chắn là phải biết ngay là có ở cơ quan bạch huyết của người trưởng thành trừ tuyến ức. Thế thì chắc cái kia có, cái này không có, trừ một là chọn cái này rồi, đúng không? Đây là cách học thông minh và cách học hiểu. Nang bạch huyết thứ phát là nơi lympho B tăng sinh để tạo tương bào. Đây, hình ảnh vi thể. Nang bạch huyết thứ phát. Đấy, đây là trung tâm sáng, còn đây là ngoại vi tối. Là nơi lympho bào B tăng sinh để tạo tương bào. Sau khi tiếp xúc với kháng nguyên, thường thấy ở cơ quan tạo lympho ngoại vi. Thường thấy ở cơ quan tạo lympho ngoại vi. Thứ hai, đặc điểm thứ hai là những tế bào lưới biểu mô ở các nang bạch huyết thì không có khả năng thực bào. Những tế bào lưới biểu mô ở đây không có khả năng thực bào, mà chúng liên kết để giữ lại kháng nguyên trên bề mặt tế bào để trình diện kháng nguyên. Lại nhớ lại bài các tế bào liên kết của mô đại thực bào có 3 loại: đại thực bào mà mô bào nằm trong mô liên kết, đại thực bào viêm nằm các ổ viêm và đại thực bào trình diện kháng nguyên. Thì đây, những tế bào lưới biểu mô này chính là các đại thực bào trình diện kháng nguyên. Đây, 3 loại đại thực bào mà chúng liên kết và giữ lại kháng nguyên trên bề mặt tế bào, trình diện kháng nguyên cho các lympho bào. Hiện nay chưa có một bằng chứng nào nói rằng liên nguyên nam phải biết thứ phát bắt nguồn từ nam phải biết nguyên phát cả. Chỉ biết rằng trẻ sơ sinh người ta thấy nó chưa có kháng nguyên, chưa có gì cả, thì thấy toàn cái nam phải biết nguyên phát thôi, không có trung tâm sinh sản, không có gì cả, chỉ một đám lympho bào B chung lại đến nam phải biết thứ phát thì bắt đầu nó phải vùng cấu tạo như thế. Chưa có bằng chứng. Trước kia thì nói là nam phải biết nguyên phát sẽ sau này biến thành nam phải biết thứ phát, nhưng bây giờ thì người ta các nhà khoa học bây thời đại bây giờ người ta lại thấy rằng không phải như vậy. Đây là vùng giữa của nam bạch huyết, trung tâm mầm, trung tâm sinh sản. Còn đây là vùng ngoại vi, vùng ngoại vi. Còn đây là các tế bào lympho B, lympho bào B nhỏ. Đấy là cái nam bạch huyết. Cái nam bạch huyết này nó nắm chắc, cái nam bạch huyết này nó sẽ học đến phần sau thì ta xuyên suốt nói đến nam bạch huyết để chúng ta biết ngay. Giờ đến hạch bạch huyết hay bạch thạch, hạch bạch huyết hay còn gọi là bạch thạch. Thứ nhất, đây là một cơ quan tạo lympho, đây là cơ quan tạo lympho nằm trên đường đi của tuần hoàn bạch huyết, nằm trên đường đi của tuần hoàn bạch huyết. Tế bào trong hạch này nhận biết được kháng nguyên và đáp ứng được miễn dịch đặc hiệu. Tế bào trong hạch này. Hạch bạch huyết thường tạo thành nhóm nhận bạch huyết từng vùng cơ thể. Ở mạc cho ruột, ở mô liên kết thưa vùng cổ, vùng nách, vùng bẹn. Nên nó nằm theo vùng. Hạch ngoại vi bình thường không sợ thấy, tự nhiên sợ thấy cái hạch cổ ai nghĩ ung thư. Nhưng không phải, đấy là những cái khi nào nó viêm gọi là hạch phản ứng. Nếu chúng ta cứ sợ cổ thì có hạch, nhưng chúng ta viêm amidan, cái hạch. Về cấu tạo, cấu tạo của hạch bạch huyết, đây là cái hạch bạch huyết, sơ đồ cấu tạo của hạch bạch huyết. Đây, thứ nhất là có thành phần chống đỡ gồm có vỏ sơ bọc bên ngoài, vách sơ tiến vào trong, dây sơ tiến vào trong nữa. Vỏ sơ, vách sơ, thành phần chống đỡ. Thứ hai là nhu mô hạch có 3 vùng: vùng vỏ ngoài là sát với vỏ sơ, vùng cận vỏ và vùng tủy ở bên trong. Các xoang bạch huyết là các đường bạch huyết ở trong hạch. Đây là hình ảnh vi thể trong phòng thực tập, nhìn cái hạch cắt ngang. Đây là sơn đồ. Thứ nhất, cấu tạo hình hạt đậu đây.
Rốn hạch có một chỗ dày lên, rốn hạch có động mạch, tĩnh mạch, thần kinh, mạch bạch huyết ra khỏi hạch. Có mạch bạch huyết đi ra khỏi hạch, mạch bạch huyết đến là từ vỏ sơ mà này, đi vào, lưu thông ở trong này, làm nhiệm vụ xong đi ra khỏi rốn hạch. Gồm có 3 thành phần chống đỡ. Làm mô liên kết nhiều sợi collagen, tế bào sợi, ít sợi chun, cơ trơn, mạch máu, mạch bạch huyết, tạo nên vỏ sơ. Vậy như vậy là đây là mô liên kết gì? Mô liên kết sơ không định hướng. Mô liên kết đặc không định hướng. Vỏ sơ bọc ngoài hạch. Đây, vỏ sơ đây. Nhìn trên kính chỉ đây là vỏ sơ. Đầu que giáo viên đặt que ở đây hỏi cấu trúc thì đây đầu que chỉ. Đây là vỏ sơ. Tiến vào bên trong cái này là vách sơ. Vùng trung tâm này là dây sơ. Vỏ sơ, vách sơ và dây sơ. Bản chất là mô liên kết sơ. Đặc không định hướng gồm nhiều sợi collagen, tế bào sợi, sợi chun, cơ trơn, mạch máu và mạch huyết. Đây là thành phần chống đỡ. Làm khung chống đỡ và dẫn máu đến nuôi dưỡng hạch. Chức năng là làm cái khung chống đỡ và dẫn máu đến nuôi dưỡng hạch. Thứ hai là nhu mô hạch, là cái đực bên trong cái vỏ đấy. Xen giữa vỏ sơ, vách sơ và dây sơ trong lỗ lưới gồm có các lympho bào, tương bào, đại thực bào. Nhu mô của hạch thì được chia làm 3 vùng. Thứ nhất là vùng vỏ, sát vỏ sơ là vùng vỏ. Tạo nên những nang bạch huyết, tất cả những nang bạch huyết nằm ở vùng vỏ. Đây, cái tròn tròn này là nang bạch huyết này. Đấy, sơ đồ đấy. Trung tâm sáng của cái nang bạch huyết này thì chứa nhiều lim, nguyên lim của bào T, ít bắt màu và các đại thực bào hoạt động rất mạnh. Đấy là các cái trung tâm sáng. Ngoại vi thì các lympho bào B nhỏ. Vùng xung quanh thì nhuộm màu đậm tối về các lympho bào B nhỏ. Đấy là các nang bạch huyết. Vì cái nang bạch huyết cô vừa mô tả rồi. Vùng vỏ các lympho B tạo thành những nang lympho hay là nang bạch huyết. Thì nhớ bài nang bạch huyết thì chúng ta vận dụng vào đây thế thôi. Khi tiếp xúc với kháng nguyên thì các nguyên lympho bào B phân chia và biệt hóa thành nguyên bào miễn dịch là nguyên bào tương bào đấy, nguyên tương bào được thành tương bào sản xuất ra kháng thể. Nhưng phải khi tiếp xúc với kháng nguyên, đây đây là hình ảnh vị này, đây là các nang bạch huyết thứ phát đấy, ở vùng vỏ, đấy, toàn bộ vùng vỏ dưới vỏ sơ, đấy, vùng sáng và vùng tối. Bây giờ đến vùng cận vỏ số 2 này. Vùng cận vỏ đây, ranh giới thì không rõ, không có ranh giới gì. Tập trung chủ yếu ở đây là lympho bào T. Đây chính là vùng phụ thuộc tuyến ức của hạch. Vùng phụ thuộc tuyến ức của hạch là vùng cận vỏ. Các tiểu tĩnh mạch sau mao mạch ở vùng này thì có tế bào nội mô giống như của mô vùng đơn, là nơi các tế bào lympho B và T từ máu xâm nhập vào hạch. Đây chính là có rất nhiều các cái tiểu tĩnh mạch sau mao mạch. Lòng của nó rộng, thành của nó mỏng. Cho nên là các lympho bào B và lympho bào T từ máu xuyên vào trong hạch ở đây mà nó đựng, nó sống ở đây, gọi là vùng phụ thuộc. Cho nên lympho bào T đầu tiên là di chuyển trong máu và đến đây. Di cư đến đây, đi vào theo cái tiểu tĩnh mạch vào đây. Nằm ở đó gọi là vùng phụ thuộc tuyến ức. Đây là vùng cận vỏ. Vùng thứ ba là vùng tủy. Đây là vùng tủy. Các lympho bào tế bào lympho tạo thành dây màu tím này từ các nang bạch huyết nối với nhau thành từng lưới, gọi là dây nang hay là dây tủy. Kích thước và hình dạng thì không giống nhau. Đây là dây nang hoặc dây tủy. Kích thước và hình dạng không giống nhau. Thành phần của những tế bào gì? Thành phần tế bào của dây tủy gồm có lympho bào B, lympho bào T, đại thực bào và rất nhiều tương bào sản xuất kháng thể. Đây là vùng sinh sản và biệt hóa lympho bào B thành tương bào. Đây là cái vùng sinh sản và biệt hóa lympho bào B thành tương bào.
rất là nhiều. Đấy là cái dây tủy, là vùng sinh sản, nhiệt hóa nên vô B thành T. Như vậy ba vùng, vùng vỏ, vùng cận vỏ và vùng tủy. Thế đấy là cái thành phần cái mô bạch huyết, thành phần chống đỡ mô bạch huyết. Cái thứ ba là xoang bạch huyết. Thế nào là xoang bạch huyết? Là các đường bạch huyết, mạch bạch huyết đến đây lưu thông ở trong này, nhận các cái thêm tế bào, những tế bào già diệt đi, những tế bào không có lợi ở đây tiêu diệt đại thực bào đi, còn sau đó đi ra ruộng hạch, mạch bạch huyết đi ruộng hạch đây. Vậy thì trong này nó phải có cái xoang bạch huyết, chính là cái đường bạch huyết trong hạch, gồm có mạch bạch huyết đến ở vỏ này, xong đến xoang dưới vỏ, đến một cái xoang gọi là xoang dưới vỏ, sau đó đến xung quanh nang bạch huyết này gọi là xoang quanh nang, xoang quanh nang, rồi vào sâu bên trong là xoang tủy, xoang tủy đây, đây là xoang tủy, và đi ra mạch bạch huyết ra ở rốn hạch. Về cấu tạo, xoang bạch huyết là mao mạch bạch huyết của xoang, xoang bạch huyết hay là mao mạch bạch huyết của xoang, thành lập một lớp nội mô không màng đáy, được tăng cường bởi những tế bào lưới biểu mô và đại thực bào, tùy theo vị trí mà có xoang dưới vỏ, xoang quanh nang và xoang tủy. Nhưng bản chất cả ba cấu trúc này đều là mao mạch bạch huyết của xoang, lập một lớp tế bào nội mô không có màng đáy. Dòng bạch huyết chảy ở trong hạch này rất chậm, thuận tiện cho các đại thực bào và các tế bào lưới giữ lại những tế bào lạ hoặc những kháng nguyên khi qua hạch, giữ lại những tế bào lạ hoặc những kháng nguyên khi qua hạch, là dòng bạch huyết ở trong hạch. Các tế bào lympho qua lại rất dễ dàng và làm sạch dòng máu qua đây dễ dàng. Đấy là cấu trúc của hạch. Bây giờ đường bạch huyết thì mạch bạch huyết đến này, xong đến xoang dưới vỏ này, xong rồi vào đến xoang quanh nang, rồi vào đến xoang tủy, rồi lại đi ra, rồi mạch bạch huyết đi ra rốn hạch. Đấy, đây là cấu trúc của hạch, đây là cái kính hiển vi chúng ta quan sát, đây là vùng vỏ, vùng cận vỏ, đây đây là vùng tủy. Đấy, là mạch máu được nuôi dưỡng đến hạch, rất nhiều cái hệ thống mạch máu đi vào từ động mạch rốn hạch để vào chia nhánh nhỏ dần vào các bè sơ và dây sơ. Đây tuần hoàn máu thì động mạch vào hạch ở tại rốn thì tiểu động mạch, dây sơ và dây tủy, rồi lưỡi mao mạch, tiểu tĩnh mạch, sau mao mạch ở vùng cận vỏ, rồi tiểu tĩnh mạch dây và dây sơ, rồi ra tĩnh mạch ra khỏi hạch ở rốn hạch. Đấy là toàn bộ cấu trúc của hạch. Chức năng làm gì? Tạo lympho bào, tạo B và T từ nhu mô hạch, cát vào các xoang mạch bạch huyết, các tế bào B và T từ nhu mô hạch đi vào các xoang bạch huyết, rời hạch tại mạch bạch huyết đi ở rốn hạch. Chức năng thứ hai là bảo vệ cơ thể những chất lạ, những chất có hại, ung thư, những chất thuốc gì đó thì ở cơ thể, các thành phần dạng hạt khác bị giữ lại ở đây, thì tế bào lưới biểu mô và đại thực bào bao quanh các cái xoang bạch huyết đó sẽ thực bào mà ăn tiêu diệt đi. Bạch huyết khi ra khỏi hạch ở rốn hạch rồi lại đổ vào tiếp một cái hạch bạch huyết tiếp theo, và cứ như thế lọc dần đổ vào tuần hoàn máu thì đã được lọc rất sạch. Đấy, lọc rất sạch rồi. Thế còn cái nguồn, cái chúng ta biết rằng cái mạch bạch huyết đầu tiên của nó là nó phải xuất phát từ đâu? Thầy Vinh dạy rồi, từ các cái mà mạch kín một đầu ở các cái nhu mô ruột, nó trên đường nó đi, nó vận chuyển bạch huyết về thì nó đi qua các cái trạm hạch để thanh lọc. Đấy, đi cũng như là mẹ người ta bây giờ xuất lúa đấy, những cái gì vào bao rồi thì còn lại những cái rơi vãi ra ngoài thì chính là bạch huyết đã thu lượm lại đưa vào trong máu. Đấy, những cái gì rơm ở bên ngoài để về xong bắt đầu lại sàng sảy qua đi thì để đưa vào máu, thì đấy là chính là cái hệ thống bạch tuần hoàn bạch huyết bổ sung lại cho tuần hoàn máu. Bây giờ còn một cái tạng cơ quan bạch huyết tạo lympho lớn nhất trong cơ thể nằm trên đường đi của tuần hoàn máu nữa, thế là hạch bạch huyết thì nằm trên đường đi của tuần hoàn bạch huyết, còn đây thì nằm trên đường đi của tuần hoàn máu, đó là lạch. Cơ quan tạo lympho lớn nhất nằm trên đường đi của tuần hoàn máu, nhớ như vậy. Giữa vùng đáy của dạ dày và cơ hoành ở mặt phần tư trên của khoang bụng với trọng lượng 150 gram, chức năng làm gì? Tạo lympho, phản ứng miễn dịch đối với kháng nguyên,
còn tham gia lọc máu và tiêu hủy hồng cầu da. Nó còn có thêm hai chức năng tham gia lọc máu và tiêu hủy hồng cầu da. Cấu tạo cũng có thành phần chống đỡ giống như hạch, có vỏ sơ đây ngoài này bọc lại và những cái bè sơ tiến vào. Đây là bè sơ, kia thì gọi là dây sơ và vách vách sơ và dây sơ. Đây nó vào trong này là bè sơ vì nó vào bên trong nó vẫn to, thế nó không bé như là cái dây sơ. Nhu mô lách là cái phần đựng bên trong cái tổ chức chống đỡ này. 3/4 à, thuộc 3/4. Nhu mô lách là cái phần bên trong này, gồm có tủy trắng và tủy đỏ. Nhu mô lách số 3 và số 4, tủy trắng và số đỏ. Đây. Cấu tạo cũng có thành phần chống đỡ của nhu mô. Mô có hai phần, tủy trắng và tủy đỏ. Bây giờ về cấu tạo mô học. Đây là hình ảnh cho cái hình vi. Vỏ sơ, bè sơ này. Đấy, các bè sơ nó đi sâu tận vào trong này. Nó vẫn lớn như vậy, nhưng không thể gọi là dây được. Dây nó phải bé. Vách thì gọi nên được, nhưng mà gọi là bè sơ chung. Thành phần chống đỡ. Lớp vỏ sơ khá dày bọc lách đi từ các bè sơ tiến vào bên trong. Ở mặt lõm của rốn lách thì dày lên vỏ sơ dày, còn động mạch lách và tĩnh mạch lách đi vào. Được cấu tạo bởi mô liên kết nhiều sợi collagen, sợi chun, tế bào lưới, tế bào sợi, tế bào cơ trơn. Lách có thể co bóp. Tại sao đây có cơ trơn? Mà hạch chúng ta thấy thành phần chống đỡ không có. Đấy, chúng ta phải đặt câu hỏi như vậy. Tại sao nó lại thành phần cột trơn? Là vì thế nào? Mấy bạn ra rồi. Bởi vì lách còn theo chức năng, phù hợp với chức năng. Nó phải co bóp đẩy máu vào tuần hoàn, lần đây giữ giữ máu. Nên cơ ở đây co, đẩy máu vào. Các bè sơ thì khá dày, mang theo mạch máu, mạch bạch huyết và thần kinh chi phối cho lách. Bè sơ khá dày mang mạch máu vào đây, thần kinh và mạch bạch huyết. Nhu mô lách. Thứ nhất là trên mặt lách cắt tươi, chúng ta nhìn thấy những chấm trắng và những cái vệt trắng nhỏ, đó chính là tủy trắng. Còn những cái giải sẫm màu, đó là tủy đỏ. Các bạn học giải phẫu rồi, có xin cái hết tươi chưa? Nhìn thấy những cái chấm trắng trắng và những cái giải trắng trắng, thế còn lại một cái màu giải màu đỏ sẫm thì đó chính là tủy trắng và tủy đỏ. Nhu mô lách có hai phần, tủy trắng chiếm 1/5 trọng lượng của lách, chiếm 1/5 trọng lượng của lách là tủy trắng, gồm có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là vệt trắng, đây là vệt trắng, là cái những bao hoặc áo lympho quanh động mạch lách, áo lympho bọc quanh động mạch lách. Đó chính là tiểu động mạch trung tâm. Đấy, chính cái đoạn này chính là tiểu động mạch trung tâm. Thì cái đoạn này, áo lympho này gọi là vệt trắng. Thứ hai là những cái chấm trắng. Đây. Là vùng tế bào lympho B tập trung dày lên tạo nên nang bạch huyết vây quanh động mạch lách. Có thể vây một hoặc hai nhánh tiểu động mạch lách. Đấy là tiểu thể lách. Hay còn gọi là tiểu thể Manpiri, chính là người đã mô tả cấu trúc này. Như vậy, thủy trắng có vệt trắng và chấm trắng. Chấm trắng chính là tiểu thể Manpiri. Vệt trắng chính là cái áo bao lympho bọc cái tiểu động mạch trung tâm. Còn đây là chỗ này nó dày lên, nó bọc không phải chỗ nào cũng giống nhau, chỗ này thì mỏng. Thì thành vết trắng, vệt trắng này nó dày lên tạo thành nang viện bạch huyết. Thì đấy là tiểu thể lách hay tiểu thể Manpiri. Về cấu tạo mô học, tủy trắng thì gồm có lympho bào, tế bào lympho, các đại thực bào, tương bào cùng tựa trên mô lưới, nghĩa là cùng nằm trên cái mô lưới. Cấu tạo chung đó gồm có tế bào lưới và các sợi lưới, tế bào của mô lưới và sợi lưới, có ba vùng cái cấu tạo. Ở đây có ba vùng, thế là vùng quanh động mạch tương đương với vùng cận vỏ của hạch. Vùng quanh động mạch thì tương đương với vùng cận vỏ của hạch, vùng quanh động mạch đây.
gọi là vùng phụ thuộc tuyến ức, gồm các lympho bào T nhỏ, đại thực bào, tế bào lưới biểu mô. Lympho bào T sau khi lọt sau khi được hoạt hóa di chuyển đến vùng rìa, đây là vùng rìa bên ngoài, lọt vào các xoang tĩnh mạch ở vùng rìa và vào nằm ở đây, đây là vùng quanh động mạch. Thứ hai là vùng trung tâm sinh sản, đây hay là trung tâm mầm. Nhiều lympho bào B sinh sản, tương bào và đại thực bào, tế bào lưới biểu mô, đây là vùng trung tâm sinh sản. Đây là vùng rìa, tương đương với vùng cận vỏ của hạch, là vùng phụ thuộc tuyến ức. Vùng thứ ba là vùng rìa ngoài này. Như vậy, cái cấu tạo mô học của cái tiểu thể Malpighi này có 3 vùng. Cấu tạo của thủy trắng có 3 vùng. Vùng tương đương vùng cận vỏ là vùng quanh động mạch, có cả vệt trắng và có cả ở tiểu thể Malpighi. Vùng trung tâm sinh sản và vùng bạn nào cứ mở nhạc ra nghe anh. Vùng chuyển tiếp giữa vùng tủy trắng và tủy đỏ, đấy là cái vùng chuyển tiếp giữa tủy trắng và tủy đỏ. Ở đây có những tế bào gì? Lympho bào B, T, đại thực bào, tương bào và các kháng nguyên từ máu như vậy. Đấy là tủy trắng. Tủy đỏ có lách là phần còn lại. Gồm có gì? Gồm các tế bào máu ở các loài tạo nên những dây tế bào. Không có tế bào máu, các loại tạo nên các dây tế bào. Đây không phải dây thừng hay dây điện, mà là dây tế bào nằm trên lỗ lưới của mô lưới, gọi là dây Binrod. Dây Binrod bởi vì ông Binrod là ông tìm ra các thành phần tế bào này, mang tên ông ấy, gọi là dây tế bào. Xen kẽ các dây tế bào cái khoảng hoang sáng này này, đấy là các xoang tĩnh mạch. Các xoang tĩnh mạch trên kính hiển vi chúng ta sẽ quan sát được cái khoảng sáng này, khoảng sáng trắng đâu. Dây Binrod, tế bào lưới làm khung chống đỡ ở bên dưới, các trên lỗ lưới đó các đại thực bào, lympho bào, tương bào, nhiều tế bào máu, hồng cầu già, bạch cầu hạt, tiểu cầu. Bây giờ đến xoang tĩnh mạch là mao mạch máu cầu xoang, cái ba đặc điểm lòng rộng hẹp không đều, tế bào nội mô tạo thành những khe trống và màng đáy không liên tục, đây là xoang tĩnh mạch. Cấu trúc này đã giúp cho các tế bào máu và các tế bào ở trong dây Binrod dễ dàng qua vào xoang tĩnh mạch của tuần hoàn. Mấy cái cấu trúc như thế. Như vậy tủy đỏ gồm có dây Binrod và xoang tĩnh mạch. Bây giờ nói đến tuần hoàn lách. Thứ nhất, lách có hai hệ tuần hoàn. Tuần hoàn kín, máu từ mao mạch ngắn sau tiểu động mạch bút lông, từ mao mạch ngắn sau tiểu động mạch bút lông, đoạn mao mạch ngắn đây, đổ trực tiếp vào xoang tĩnh mạch. Rồi ở đây đi về, đổ vào tủy đỏ có lách vào từ xoang tĩnh mạch mới ngấm vào cái phần dây Binrod rồi vào vào hệ thống tủy tĩnh mạch của tủy đỏ. Và hệ thống tĩnh mạch của tủy đỏ có lách, rồi đi theo hệ thống tĩnh mạch bè sơ, rồi tĩnh mạch lách. Là máu chảy trong một hệ thống ống kín, đấy là tuần hoàn kín. Tuần hoàn hở là máu từ mao mạch ngắn của tiểu động mạch bút lông này đổ trực tiếp vào dây Binrod. Đây là dây tế bào không có thành riêng. Rồi sau đó nó mới vào xoang tĩnh mạch. Và các cái xoang nhỏ nhỏ đây, rồi theo hệ thống tiểu tĩnh mạch tủy đỏ, tĩnh mạch bè sơ về tĩnh mạch lách ở rốn lách. Đây tiểu động mạch bút lông này, đây đổ vào trực tiếp vào xoang tĩnh mạch đấy, rồi theo hệ thống tĩnh mạch để đi ra ngoài là tuần hoàn kín. Còn tuần hoàn hở là từ tiểu động mạch bút lông này, máu đổ trực tiếp ngay vào dây Binrod, rồi sau đó mới ngấm vào thành tĩnh mạch mới đi ra.
đây là tuần hoàn hở. Tuần hoàn của lách ở người thì chủ yếu là tuần hoàn hở. Nếu máu đến lách mà chậm thì lúc đó nó mới biến thành tuần hoàn kín. Vì nó đến chậm quá, nó không đủ máu ở đây thì nó phải đi theo cái đường tuần hoàn kín để giữ máu lại. Ở đây chúng ta thấy máu nó, tế bào máu nó đi, đấy, nó di chuyển đây. Đấy, nó đi lại đến, đấy là tuần hoàn kín, đây là tuần hoàn hở đây. Đấy. Đấy là tuần hoàn hở. Đây, hệ thống tuần hoàn của lách, động mạch lách, nhánh động mạch, rồi tuyến tắc bè sơ, rồi đến máu đến mao mạch rắn thì đổ vào xoang tĩnh mạch tuần hoàn kín, đổ vào dây vinh đốt ở tuần hoàn. Sau đó máu với theo kiểu tĩnh mạch vì đỏ, tĩnh mạch bè sơ thì tĩnh mạch lách ở vòng này. Đấy, đây là các cái cấu trúc, các cái sơ đồ về tuần hoàn. Chúng ta phải đọc lớn chức năng của lách. Tạo lympho bào thực hiện ở đâu? Ở tủy trắng, tương tự như hạch bạch huyết. Chức năng thứ hai bảo vệ giống như hạch bạch huyết. Các đại thực bào có khả năng tiêu hủy, giữ lại kháng nguyên để làm sạch dòng máu. Hạch thì là làm sạch dòng bạch huyết, còn lách thì làm lọc máu. Tuần hạch thì là lọc bạch huyết. Thì chức năng thực đại thực bào tiêu hủy và giữ lại kháng nguyên, đấy là bảo vệ. Chức năng thứ ba là dự trữ máu. Dự trữ ở đâu? Dự trữ ở tại các xoang tĩnh mạch của lách. Máu dự trữ ở các xoang tĩnh mạch. Đây là các xoang tĩnh mạch. Tiêu hủy hồng cầu già, các loại tế bào già khác trong lỗ lưới của dây vinh rốt thì được giữ lại. Những người bị sốt rét, hồng cầu chết nhiều thì tế bào già, hồng cầu chết nhiều già thì nó được tiêu hủy ở lách. Tiêu hủy hồng cầu già. Đấy là với bốn cái chức năng của lách. Và nó nằm trên đường đi của tuần hoàn máu để lọc máu. Ngoài hai chức năng như hạch là lọc bạch huyết và tạo lympho bảo vệ thì nó còn thêm chức năng dự trữ máu. Trong trường hợp mất máu cấp gãy xương đùi thì ở lách sẽ co những sợi cơ trơn ở vùng vỏ, thành phần vỏ sơ này, tống lượng máu ra tuần hoàn nhanh và tiêu hủy hồng cầu già. Những người sốt rét thì thường lách to, lách dưới rốn. Đấy, nhưng khi thì các tế bào nó chưa kịp, các hồng cầu già nó chết quá nhiều, thực đại thực bào và những tế bào biểu mô lưới nó chưa kịp tiêu hủy hết, dần dần nó mới hồi phục lại. Đấy là toàn bộ cái trọng tâm đây. Đại cương về hệ bạch huyết miễn dịch này, cấu tạo vi thể tủy xương, trình tự biệt hóa của tế bào máu này, cấu trúc tạo vi thể chức năng của tuyến ức, cấu tạo vi thể đại bạch năng của huyết tứ phát, cấu tạo vi thể liên hệ chức năng hạch bạch huyết, cấu tạo vi thể liên hệ chức năng của lách. Đấy là những phần cô vừa lên lớp. Một số cái hình ảnh đây chúng ta xem và chúng ta xác định nó là cái gì và chúng ta tự trả lời. Đấy là toàn bộ bốn cái tiết của ba hệ: hệ da, hệ hô hấp, hệ tạo huyết và miễn dịch cô lên lớp cho các em sáng nay. Cái bài sau sẽ là hệ tiêu hóa và hệ tiết niệu. Rồi một bài nữa là hệ sinh dục và hệ nội tiết. Bắt đầu hết phần một là cơ quan. Sau đó sẽ vào đến phần phôi tạo. Tất cả chúng ta có 8 buổi, hôm nay là buổi thứ 3. Hôm nay là buổi thứ 3, chúng ta có 8 buổi tất cả. Bây giờ, các em thắc mắc gì không?